Vâng, Khang Minh JBL, kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh pro đến từ Mỹ. Xin kính chào toàn thể quý anh em nha. Hôm nay Khang Minh JBL làm một video, đó là test chiếc cục đẩy Ancro 5000 cặp với đôi loa JBL 4 số 4725X. Để trước khi gửi chiếc cục đẩy này cho bác quý trong khu công nghiệp Đồng Nai. Trước khi test một ca khúc cho toàn thể quý anh em cùng nghe và thưởng thức thì em xin phép được nói một câu chuyện của Khang Minh JBL vào chiều thứ bảy tuần trước. Hôm đó Khang Minh JBL nhận được một cuộc điện thoại lạ, số sim dạng lạ, sim rác của một vị khách hàng. Vị này là ở một kênh khác. Chỉ cần nói vài câu thôi là Khang Minh JBL nhận biết được ngay, nhưng Khang Minh JBL vẫn nói chuyện, vẫn trả lời bình thường. Mục đích của vị này là điện thoại hỏi mặt hàng này, mặt hàng kia, giá cả, kiểu như là khảo giá thị trường. Nhưng đến hôm nay em nghĩ lại vẫn cảm thấy là rất là buồn cười và hành động hơi là trẻ con. Đường đường là đàn ông thanh niên, làm những cái việc nó không xứng với anh em đàn ông mình, lại phải đi lấy một cái sim giác giả danh, giọng thì là người miền Bắc nhưng mà lại giả giọng miền Nam, nói thì là ngọng rồi nhưng lại cần giả giọng người Sài Gòn, đóng giả là khách hàng điện thoại hỏi Khang Minh JBL 4733X và cục đẩy Ancro 5000. Em vẫn trả lời bình thường, nói chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đúng thật là nhiều cái rất là buồn cười. Cho nên hôm nay tâm sự ngoài với quý anh em một chút về cái vấn đề này, ngoài lề, gần như là trả bài vị khách hàng này. Đường đường là anh em đàn ông thanh niên mình, tại sao không lấy hẳn số điện thoại chính của mình, nói thẳng mình là bên này bên kia, muốn hỏi bên bạn hay là bên bác hay là bên ông, mặt hàng này mặt hàng nọ, giá cả ra làm sao, bên bác bán như thế nào. Như vậy thì có phải nó là rất là lịch sự không? Đúng không quý anh em? Nếu là em sẽ làm vậy chứ em không giả danh người khác để đi hỏi bâng cua những cái chuyện mất thời gian. Cho nên hôm nay tâm sự ngoài một chút với toàn thể quý anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Và cũng để bác này nắm được em là như thế nào, không nên hành động như vậy. Muốn hỏi thì hỏi trực tiếp, em vẫn trả lời, chứ không cần phải làm những cái việc đấy, nó không hay đâu ạ. Cho là bên bác có muốn khảo giá hay là muốn nắm bắt tình hình xem là có thể bác này so bì chẳng hạn để xem là bên em bán đắt hay bán rẻ, hoặc là họ vị đó sẽ cảm thấy cái họ nhập hàng bị đắt hay bị rẻ không, để so bì với cái giá đầu ra của em, bởi vì giả danh người mua mà. Quý anh em hiểu không ý em nói không ạ? Do vậy là cho nên em chỉ nói đến đây thôi. Hơi ngoài lề một chút, mong quý anh em thông cảm nha. Và sau đây không để mất thời gian, em xin test một ca khúc gửi tới toàn thể quý anh em luôn. Quý anh em cùng thưởng thức qua chất âm của đôi loa này và chiếc cục đẩy Ancro gửi bác quý trong
Đồng Nai, khu công nghiệp Đồng Nai. Cục đời tình trạng nguyên zin, sản xuất tại Mỹ. Đẹp xuất sắc. Hình ảnh chi tiết mọi thông số thì bác quý đã có rồi. Em chỉ việc test lại thôi. Bình thường em rất ít khi test lại nha, rất ít khi test lại cho khách, bởi vì em giới thiệu sản phẩm như thế nào và nói như thế nào thì nó sẽ là đúng như vậy. Sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm, cho nên là em cũng ít khi em test lại trước khi gửi hay là bàn giao cho khách. Thường thường khách chốt mua bán xong là em sẽ chuyển. Hôm nay rảnh cho nên em nhân tiện làm video này. Test để bác quý cùng xem, toàn thể anh em cùng xem, cùng nghe và thưởng thức chất âm của đôi loa full đơn 4725X. Tình trạng loa cũng đẹp, khoảng 95%. Sau đây em xin mở một ca khúc Bolero. Quý anh em đợi chút nha. Ok. Chiều kia lũ chim trên cành buồn không ca, chim hỡi xót thương lên đò qua bên sông, nét mặt u sầu. Chiều nay cũng như bao lần rồi lan ra, dân đứng khóc cô đơn. Chợt nghe tiếng chuông reo từng hồi xa xa, ai đến xin thăm chùa. Trời vô tình đã khiến xuôi nên cơn ly tan, cớ sao hay còn xuôi người yêu đi thăm lan. Điệp nhìn lan không nói, đôi lòng chung đắng cay, ưa lệ không sớm phai màu. Ngao ngán ngắn dài như khóc than tiếng.
phai màu. Vâng, về mọi thông tin quý anh em quan tâm đến những sản phẩm âm thanh bãi đến từ Mỹ, có thể liên hệ với bên Khang Minh JBL để được hỗ trợ và tư vấn. Số điện thoại của Khang Minh JBL là 0912 898 787. Địa chỉ của Khang Minh JBL là đường Liên Xã, Thọ Khê, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Linh. Về cục đẩy của bên Khang Minh JBL, hoàn toàn là hàng nguyên bản, hàng công về. Hình thức về như thế nào sẽ y nguyên như vậy. Bên em không bao giờ tân trang hay thẩm mỹ bất kỳ một chiếc cục đẩy nào nha quý anh em nha. Nếu mà cục đẩy ấy, mà quý anh em nhìn mà nó không có một vết tích gì mà nó đẹp như mới ấy, thì đó là có vấn đề về tân trang thẩm mỹ, chứ không có chuyện cục đẩy 40 cân. Chiếc này sấp xỉ 40 cân, sản xuất ngót nghét 20 năm rồi mà không có một vết tích gì đâu ạ. Kiểu gì nó cũng có ít nhiều, không nhiều thì ít, những vết tích của thời gian, của va chạm vận chuyển hay là của bên nước ngoài họ đã sử dụng rồi, chứ không có chuyện bóng lộn, không có một vết gì. Bên em không còn làm hàng đấy và cũng không bỏ ra một số tiền để thuê thợ thẩm mỹ để cung cấp cho anh em hàng đó. Cho nên là nếu như anh em nào mà chơi hàng bãi này thì phải biết chất bãi nó là như thế nào. Chứ còn nếu như thích nuột đẹp như mới luôn thì chuyện đó quá đơn giản. Nhưng đối với những anh em biết chơi thì nhìn cái là người ta biết ngay là hàng mông má thẩm mỹ. Vì vậy quý anh em có thể nắm bắt thêm được một kinh nghiệm để về mua bán chiếc về cục đẩy Crown của Mỹ, hàng sản xuất ngày xưa này. Khang Minh JBL xin dừng video tại đây. Xin kính chào toàn thể quý anh em. Chúc toàn thể quý anh em một kỳ nghỉ vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại nha quý anh em nha.